Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhịp Cầu Tri Âm của sóng FM tần số 92MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị thính giả, chương trình Nhịp Cầu Tri Âm được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 92MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời thì chương trình này cũng được phát trực tiếp trên trang anh bay của đài theo địa chỉ www.facebook.tv.brt. Trước khi mở đầu chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát Một Thoáng Quê Hương, sáng tác Thanh Tùng và Từ Huy do nhóm Mắt Ngọc thể hiện. Xanh đồng cỏ quê hương, ta nghe từng bước chân em xuân sao đường về phố.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe bài hát Một Thoáng Quê Hương, sáng tác của Từ Huy và Thanh Tùng do Gió Mắt Ngọc thể hiện. Thưa quý vị thính giả, và khác với những chương trình lần trước thì trong chương trình ngày hôm nay, như câu tri âm tuần này, Quốc Thái xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt, bởi chị không phải là nhạc sĩ, không phải là nghệ sĩ cải lương và cũng không phải là một tác giả sáng tác âm nhạc. Vậy thì để biết chị là ai thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lời chào của chị ấy nhé. Xin chào chị ạ. Xin chào tất cả mọi người, xin chào quý khán giả của chương trình Nhịp Cầu Tri Âm. Không biết là khi nghe giọng của mình thì các bạn có thể đoán mình là ai được hay không? Nhưng mà Henie xin giới thiệu đối với mình, hay là Henie Văn Hoa Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017. Rất vui khi ngày hôm nay được ngồi đây có thể chia sẻ, và hy vọng là các bạn lắng nghe có thể có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Quốc Thái cũng xin thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn chị Hen rất là nhiều vì đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán thính giả gần xa sẽ có dịp hiểu rõ hơn về Hoa hậu Henie và nghe chị chia sẻ nhiều hơn những dự định của mình trong thời gian tới chị nha. Và trước thì năm mới 2018 thì Quốc Thái cũng xin thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chúc đến chị Hen, chúc chị sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong năm 2018 thì sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi chị nha. Chị Hen ơi, vừa qua thì có lẽ là có rất là nhiều những người yêu mến chị nè, báo giới thì cũng thấy là chị cũng đã về quê đúng không chị, đi trên một cái chiếc xe rất là thô sơ luôn. Không biết là đến thời điểm hiện tại mà cái cảm giác của chị như thế nào khi mà mình trở về quê và mình được đi trên một cái chiếc xe nó rất là giản dị và bình dân như vậy ạ? Thật sự mà nói thì khi mà về quê, Hen cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy mình rất là tự hào về những điều mình làm. Nói chung đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy tự hào về bản thân của mình. Bước ra từ cái sân bay là mình đã cảm thấy rất là hạnh phúc. Và khi về quê, về tới nhà của mình thì mọi người lại đón mình bằng chiếc xe máy cày. Thật sự là gợi nhớ cho Hen một cái sự thân thuộc, một cái sự quen thuộc. Cái cuộc sống của Hen ngày xưa đã từng ngồi trên xe máy cày để đi làm cùng với mọi người ở những nơi xa, hay những lúc mà ngồi trên xe cày để đi thăm viếng, đi qua những nơi xa mà mình di chuyển nhiều người mà không có phương tiện nào có thể di chuyển chung với nhiều người trên một cái chiếc xe như vậy. Nên là cái lúc mà rất là xúc động và gợi nhớ cho mình những cái điều ở trong quá khứ, cái tuổi thơ của mình. Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì hôm đó Quốc Thái cũng có xem một cái vài clip của chị Hen, thấy chị rất là vui tươi luôn. Nghĩ là chị Hen cũng sẽ có được nhiều cảm xúc trở về quê và gợi lại những ký ức của tuổi thơ mình. Nhưng mà Quốc Thái muốn hỏi chị Hen một xíu là đây là lần đầu tiên chị tham gia với một chương trình trên sóng phát thanh đúng không ạ? Lúc trước này mới đăng quang thì em cũng có nói chuyện với một đài phát thanh VOV. Và lần này thì tham gia ở Bà Rịa Vũng Tàu, quê hương một quê hương vùng biển xinh đẹp. Không biết là cái cảm xúc của chị Hen như thế nào? Và chị Hen thì cũng đã có dành nhiều thời gian về với Vũng Tàu chứ chị? Thật sự mà nói hôm nay Hen cảm thấy rất là vui khi mà ekip báo là hôm nay sẽ có một buổi nói chuyện với đài phát thanh của mình. Hen bảo là ôi bây giờ mình đã có thể nói chuyện với Vũng Tàu rồi, mình đi nói chuyện với những bạn nghe ở Vũng Tàu. Bản thân Hen thì cảm thấy rất là thích ở Vũng Tàu. Hen nhớ có một lần là Hen đã đi Vũng Tàu vào lúc 11 giờ đêm và về lúc 5-7 giờ sáng. Mục đích chỉ để ngắm bình minh của Vũng Tàu. Xem ra là chị Hen cũng có một cái tâm hồn rất là mơ mộng chị ha. Và khi mà ngắm bình minh ở Vũng Tàu thì không biết là thấy làm sao. Tuy vậy từ đó giờ là mình cũng gắn liền với phố núi chị ha. Nhưng bây giờ là xem cảm giác mà bình minh ở trên biển thì cái cảm xúc làm sao ta? Thật sự là những ngày mà ở Sài Gòn ấy, rất là mệt mỏi. Và khi mà về Vũng Tàu và sáng hôm đấy là đi giữa trời đêm khuya rồi chờ bình minh ở Vũng Tàu, cảm thấy rất là thích. Hen còn nhớ là lúc đấy chụp rất là nhiều bức hình về bình minh. Chắc là bây giờ vẫn còn lưu giữ đúng không? Vâng, dạ. Có. Cũng là lần đầu tiên mà đón bình minh ở bãi biển. Dạ. Cảm thấy nó khác hoàn toàn với bình minh ở trên núi. Và hy vọng là trong một ngày gần nhất thì chị Hen sẽ có dịp về với Vũng Tàu ha, một lần nữa và cùng với bạn bè của mình và người thân của mình, để mà mình có thể là vừa khám phá được bình minh mà có thể là vừa hoàng hôn luôn chị Hen. Vâng, hiển nhiên rồi, em rất là ao ước sẽ có một dịp có thể về Vũng Tàu
với cái vị trí là khách du lịch, không phải là một cô gái hoa hậu, một tân hoa hậu. Dạ. Nhưng mà cũng sẽ có một cái vai trò về Vũng Tàu sẽ gửi những phần quà cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Thì đây cũng... dạ. Điều đấy thì vô cùng tuyệt vời luôn. Dạ. Sau một thời gian đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam thì đến thời điểm này thì cảm giác của chị vẫn còn nguyên vẹn chứ ạ? Đúng rồi. Sau khi mà đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam thì điều này là em chia sẻ với nhiều người rồi. Nhưng mà đây là cái cảm xúc thật của mình. Khi mà mới đăng quang xong thì cảm thấy rất là lo lắng. Dạ. Lo lắng rất là nhiều. Thường người ta sẽ rất là hạnh phúc khi mà đăng quang. Còn với em thì cảm thấy lo lắng rất là nhiều, không biết là mình sẽ làm như thế nào để trở thành một cô gái hoa hậu mang sức ảnh hưởng đến với mọi người, hay là mình muốn xây dựng hình ảnh gì với cái vị trí hoa hậu. Và Hen còn nhớ rằng là Hen bảo là cái điều này có phải sự thật hay không, tức là vẫn không tin vào mắt mình và bắt đầu cảm nhận được mình là hoa hậu thì dạo gần đây thôi. Quá bất ngờ đúng không chị? Vâng. Nhưng ạ. Mà bây giờ thì chị cũng đã quen dần với cái việc cách bạn bè và người thân của mình hoặc là tất cả mọi người đã gọi mình Hoa hậu Hoàng vũ chưa? Khi mà mọi người gọi mình là Hờ Henie Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam hay là Hoa hậu Hờ Henie thì mình cảm thấy nghe rất là xa lạ. Mình biết đấy là một cái điều mình phải luôn kính trọng vì những điều mình có. Nhưng mà Hen bảo mọi người là nếu không phải tại một sự kiện hay một cái buổi trao giải này đấy thì mọi người có thể gọi em với cái tên thân thương hơn được không? Ví dụ như là bé Hen như mọi người hay gọi, hay là Henie, hay là Hen, như vậy là được rồi. Hen muốn luôn muốn là tạo một cái sự gần gũi chứ không phải là nghe một cái tên rất là hùng hồn, Hoa hậu Hờ Henie rất là khó. Là em rất là muốn mọi người gọi em bằng những cái tên đáng yêu như ngày thường. Dạ. Hen hoặc là bé Hen chẳng hạn. Mọi người biết đến với chị Hen là xuất thân trong một cái hoàn cảnh khó khăn và vất vả. Nhớ lại cái chặng đường mà từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh trọ học đó thì chắc chắn là sẽ gửi cho chị Hen rất là nhiều ký ức cũng như là nhiều kỷ niệm đúng không chị? Thực sự Hen là một cô gái khá là mạnh dạn khi mà một mình bước lên Sài Gòn. Sài Gòn với Đắk Lắk, cái khoảng cách ngày xưa nó rất là xa bởi vì là ngày xưa đường xấu. Khi mọi người nói đến Sài Gòn này, người ta nghĩ về những người giàu có thể lên Sài Gòn vui chơi hay là lấy hàng, mà Hen lại đi học. Và khi mà mới vào Sài Gòn thì đúng là có nhiều cái khó khăn bỡ ngỡ, nhưng mà Hen luôn tự nói với mình rằng khi mà mình đã mạnh mẽ bước ra khỏi buôn làng của mình thì mình phải mạnh mẽ tiếp nhận cái cuộc sống ở đây. Và khi mà bước chân đến thành phố hoa lệ này thì làm thế nào mà chị có thể là hòa nhập với cuộc sống sôi động ở đây ạ? Tại vì mình là ở quê thì mình lên Sài Gòn thì chắc chắn là mình sẽ gặp rất là nhiều bỡ ngỡ đó chị. Hen nghĩ rằng cái tính cách của Hen, người thích khám phá, thích hòa nhập, cái điều quan trọng đấy là cái tinh thần lạc quan. Hen là một người hay nói là khám phá, vì những cái mà mới với Hen đều là những cái mà thú vị, bắt buộc Hen phải học hỏi, và cái điều quan trọng đấy là dần dần thích nghi. Thời đấy là mục đích của mình là chỉ có biết đi học, không biết một nơi nào khác, biết đi học vào nhà thờ. Thì Hen bắt đầu tiếp xúc làm quen với những người ở trong lớp, quen những người bạn ở trong nhà thờ. Thì dần dần mình có những cái mối quan hệ với tất cả các bạn, và những cái cuộc sống xung quanh, chẳng hạn những cái lúc đi chơi hay là gặp gỡ, đại khái là trong cái thời gian mà lúc mà Hen ở Sài Gòn thì Hen không biết quán trà sữa, không biết những quán ăn, không biết những club. Nói chung là chị biết đơn giản là mình chỉ đến trường đi học và đến nhà thờ. Phú Thái cũng có xem chị chia sẻ trên VTV3 là chị bảo là trong cái khoảng thời gian những ngày đầu tiên mà đến Sài Gòn trọ học thì ở quê thì ba mẹ rất là lo lắng, là sợ đi lên thành phố thì cũng bị xô bồ rồi xảy ra tình trạng cướp giật gì đó. Thì chị Hen cũng đã có một cái kỷ niệm rất là vui là chị đã giấu tiền bộ giày của mình đúng không chị? Vâng ạ. Nói chung là chắc không ai như mình đâu. Dạ. Chỉ có một mình làm những cái điều như thế. Thực ra thì ngày xưa thì Quốc Thái cũng lên Sài Gòn học, nhưng mà Quốc Thái thì quê ở miền Tây, lên Sài Gòn học mà mình cũng không có nghĩ đến những cái phương án như chị Hen đâu. Chỉ biết là bỏ cái ba lô ở phía trước rồi cứ ôm khư khư vậy đó. Đi xuống xe cũng ôm, mà ngủ thì cũng ôm, mà không có dám rời cái ba lô ra luôn đó. Mà mỗi lần mà thấy ba lô xê dịch ra một xíu là trời, nó là thót tim sợ. Tại vì sợ là nhiều khi ba mẹ gửi tiền cho mình như vậy mà lỡ mà mất tiền một cái là lên Sài Gòn không biết bấu víu vào ai luôn. Đúng rồi, đúng dạ. rồi. Vậy là trường hợp của anh cũng khá giống em, tức là lên Sài Gòn không có người thân, cũng chưa quen biết ai đúng không?
khá là lo lắng luôn. Và mình cái cảm giác mình ở quê á chị Hen, khi mình lên mình thấy ôi sao mà xe cổ đông đúc quá, người đông đúc quá, mình đứng ở một góc ở đó mình thu nhỏ bé lại, mình thấy mọi người sao cứ ồn ào vội vã, mình rất là sợ. Và nhất là mình cứ nghe mọi người bảo là lên Sài Gòn thì có nhiều cái trường hợp mà móc túi này nọ lắm. Mình ở quê mình lên là mình sợ kinh khủng luôn. Tới sang tới năm 2 là đi học bằng xe buýt nhưng mà vẫn còn sợ. Vâng. Tại lúc mà đi xe buýt thì lên xe buýt sinh viên thì mình cũng ngủ là chính. Bị móc túi. Đây. Ngủ là chính, nhưng mà mỗi lần ngủ là cứ phải là ôm cặp sát mọi người. Em thì phương tiện đi học là khác, đeo ba lô cũng đeo ở đằng trước, nhưng mà đi xe máy, đi xe đạp. Dạ. À, có một lần cái giai đoạn chỉ có tầm khoảng 1 tháng là đi xe buýt thôi, tại vì lúc đấy là phải đi học quân sự. Dạ. Đúng là lúc đấy là ngồi trên xe buýt là vừa cầm cái túi giày để học quân sự, vừa ôm cái ba lô. Nhưng mà Hen lại không được may mắn là ngồi ghế. Cái này khi mà đang ngồi ghế thì có người lớn tuổi là phải nhường ghế lại, lại đứng rất nhiều, nhưng mà may mắn là không bị mất gì cả. Nhưng mà Hen nghĩ là lúc mà lên xe buýt thời đấy chắc không có gì để mất, chỉ có vài chục nghìn trong túi. Những ngày đầu tiên xa nhà đó thì cái điều đầu tiên mà chị Hen nhớ nhất là ai ạ? À? Những người thân của mình hay? Khi mà xa nhà như vậy, cái người đầu tiên Hen nhớ đấy chính là ba mẹ của mình và ông ngoại. Mặc dù là ông ngoại mất rồi nhưng mà trong cái hình dung của Hen là ông ngoại luôn ở bên. Lâu lâu tỉnh người ấy, hỏi gọi điện về cho ba mẹ là ông ngoại khỏe không? Trong bố mẹ giật bắn người luôn. Yeah. Mẹ kêu là ông ngoại mất rồi mà con. Kiểu như là hoang mang ấy, xong mình à quên. Nhưng mà trong cái tâm trí của Hen lúc đấy là ông ngoại vẫn còn sống. Dạ. Tức là những cái thứ mà gắn bó với mình rồi đúng không chị? Nó đã có những ký ức sâu đậm với mình thì mình cũng không thể nào quên được. Và cái thời gian học tập ở thành phố Hồ Chí Minh thì để mà tự trang trải cho bản thân của mình thì chị Hen có phải là làm rất là nhiều công việc không chị? Để mà mình kiếm thêm tài chính cho bản thân mình. À đúng rồi, khi mà ở trong Sài Gòn thì mới đầu ấy là rất là ngại, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai là người lạ ở Sài Gòn. Tại vì ba mẹ bảo là đừng có tiếp xúc với người lạ nào ở Sài Gòn hết, vì họ sẽ moi tim, bắt cóc con ấy. Đấy, nên là cái suốt thời gian đấy là mình không dám tiếp xúc với ai khoảng tầm hơn một năm. Xong bắt đầu hơn một năm bắt đầu quen dần một tí, mình biết được cái môi trường mình đang sống như thế nào thì bắt đầu mình đi làm thêm. Cái công việc đầu tiên đi làm là đi gọi là trang trí cây thông Noel. Đấy, và dịp tức là bắt đầu tháng 12 của cái năm 2 là bắt đầu, tháng 11 chứ, là bắt đầu đi trang trí cây thông Noel, vui lắm. Và lúc đấy thì suy nghĩ rằng là cái công việc này có tiền nên mình làm, mặc dù là mình không biết nhưng mà thấy anh chị làm mình bắt chước làm theo, nhưng mà cũng được người thuê mình khen làm được. Tại vì tính Hen thì mỗi lần mà đi làm hay là làm gì đấy, khi mà người ta trả tiền cho mình thì mình phải làm thật tốt, bởi vì người ta đã trả tiền cho mình nên mình phải làm theo đúng công sức mà người ta đã trả cho mình. Cái thời gian sau này thì chị Hen có nói là mình có chia sẻ thêm là mình đi phụ việc thêm nữa đúng không chị? Phụ việc thêm một gia đình nữa. Đúng rồi, xong rồi Hen có đi làm phát tờ rơi, nhưng mà những cái công việc như vậy nó chỉ là trong một cái dịp nào đấy mới có thôi chứ không có liên tục. Sinh viên gọi là thời vụ. Thời vụ. Trong khoảng một thời gian sau, hình như Hen không nhớ rõ là bắt đầu từ tháng mấy, thì Hen đi làm ô sin. Nhưng mà làm ô sin đấy mọi người sẽ nhìn nhận với cái khía cạnh gọi là khổ cực, và nói là sinh viên hay là một người như mình thì làm cái công việc khác, làm cái gì đấy là nó khác. Nhưng mà lúc đấy thì bản thân Hen cảm thấy rất là thích. Ngày xưa mình cũng từng những cái công việc đấy, ngày xưa ở nhà mình cũng làm, thì bây giờ mình đi làm lại được còn được trả tiền. Thực ra mình rất là hân hoan mình đi làm. Nhưng mà nói vậy thôi chứ có lúc nào mà chị Hen cảm thấy là mình chạnh lòng không ạ? Tại vì khi mà các bạn sinh viên thì cũng có nhiều bạn đi học về thì mỗi đi chơi nọ thôi, còn mình thì phải vất vả như vậy thì chị có chạnh lòng không? Lúc đấy là không đâu, lúc đấy là mình kiếm được tiền cảm thấy vui lắm ấy. Ngày xưa thì giống như Hen nói hồi nãy á, ngày xưa mình cũng làm những cái công việc đấy mà làm cho gia đình của mình. Bây giờ mình làm mình có tiền, thậm chí là mình nếu mà mình biết để dành là mình có thể mua quà cho gia đình, và mua quà cho gia đình là cái niềm hạnh phúc của mình. Thành ra là cái lúc đấy Hen không hề cảm thấy chạnh lòng với mọi người mà cảm thấy vui vì có người
cho mình làm, mình kiếm được tiền. Mình giống như là khi mà mình đã biết tự kiếm tiền thì mình cảm thấy mình là một người có ích cho xã hội, mình đã là một người trưởng thành. Và cảm thấy tự hào lắm đúng không chị? Bởi vì Đúng mình ạ, đúng tự rồi. nuôi sống bản thân của mình, mặc dù Vâng. là số tiền sinh viên nó không nhiều đâu, nhưng mà cảm thấy là mình cũng đã tự kiếm tiền cho mình ở Sài Gòn này rồi. Vâng, Dạ và mình tự khẳng định là mình ở ở đâu cũng có thể sống được ấy. cây xương rồng ở Dạ. đâu cũng có thể sống được hết. Dạ và đến thời điểm nào thì chị mới quyết định bước chân vào làng giải trí với vai trò là người mẫu À, lúc mà chị đi học xong, chị có không phải đi học xong mà lúc mà chị đi thực tập á, thì chị đi làm ở một cái ngân hàng, cảm thấy là cái cuộc sống, cái công việc ngân hàng, cái công việc văn phòng lúc thời điểm đấy á, nó cũng một chút hứng thú hay là cảm thấy thích thú. Xong có một người bảo là có một cái chương trình người mẫu, thì cái chương trình này rất là hợp với cái tính cách và cái sự mạnh mẽ, sự hoang dại của em thi thử đi. Thì lúc đấy em bắt đầu đi thi thử, đăng ký cũng đi thi thử. Thì cái năm đầu tiên thì thi là chị được vào top 20 của miền Nam. Dạ. Xong cái năm tiếp theo thì hen cố gắng hết sức, tức là mình biết có được một chút kinh nghiệm về cái sự ngây thơ mà mình đi thi mùa đầu tiên, thì cái mùa sau thì mình biết biết hơn, nhưng mà vẫn chưa biết tốt lắm. Thì lúc đấy thi cũng được vào top 8 của Nestop, cảm thấy rất là mừng. Và bắt đầu từ đấy thì hen gắn bó với nghề người mẫu. Và Với công việc này thì chắc chắn rằng nó sẽ khác với công việc hồi sinh viên đúng không chị? Cái thu nhập này thì giúp cho mình có thể ổn định về tài chính và có thể là tự lo cho gia đình của mình rồi phải không chị? đúng rồi, hen cảm thấy mình khá là may mắn khi mà đi làm người mẫu. Thì công việc người mẫu của hen thì cũng khá suôn sẻ, cũng có đủ thu nhập trang trải cho mình, thậm chí là có thể dành một số tiền ở đấy để giúp đỡ gia đình của mình. Nhưng mà tại sao chị lại quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? Không biết là đây có phải là từ trước khi mà tham gia người mẫu rồi thì có phải là một cái nền tảng để nung nấu cho mình có một ý định là quyết định thi vào cuộc thi lớn này không ạ? Cái lúc mà mình quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ là mình nói rằng là mình còn rất là trẻ, 25 tuổi, và nếu mà năm sau nữa là mình 27 tuổi rồi, mình không còn đủ cái tuổi để có thể đi thi sắc đẹp. Thế mình bảo là mình thử sức xem như thế nào. Thì cái lúc mà đi thi Hoa hậu Hoàn vũ là thứ nhất là thử sức, thứ hai là tìm kiếm cho mình một cơ hội mới. Nhưng mà vào may mắn thay là tiêu chí của cuộc thi á, nhiều cái nó rất là tuyệt vời và tốt đẹp mà cái cuộc thi muốn đưa ra cho thí sinh. Cho nên là chị quyết định chọn thi ngay luôn, là mình cũng không có đắn đo và không có chần chừ nữa. Và đúng rồi, đầu năm 2017 là em bắt đầu quyết định tham gia thi Hoa hậu. Nhưng mà thời gian sau đấy, tức là đầu năm mà tháng 1 ấy, nhưng mà cái thời gian đấy tới tháng 5 thì em phải kiếm tiền ấy. Thành ra là em không có sắp xếp nhiều thời gian để luyện tập, tập nhiều. Sau bắt đầu tháng 5 thì mình mới tạm gác nhiều lại công việc và nói với gia đình là thời gian tới em sắp xếp để đi luyện tập, thành ra là không có thể kiếm được tiền về giúp đỡ gia đình. Hy vọng là ba mẹ cũng cũng kiểu Ủng như là hộ, dạ. hạn chế Dạ, ấy, dạ. thì mình có thể lúc đấy để em có thể đi tập luyện cho nhiều, rồi có thể hay nói là sẽ mang một cái sự tự hào là đấy khi mình đi thi hoa hậu, nên bố mẹ hãy để cho con nhiều thời gian để con thi. Bố mẹ hay nếu không phải là một cái người mà có năng lực hỗ trợ hen trong cái vấn đề tài chính. Khi mà để tham gia cuộc thi này thì chị đã trải qua một cái quá trình phấn đấu và nỗ lực như thế nào chị hen? Thì hồi trước thì mình làm người mẫu, lúc mà hen thì có một cái tính là khi mình làm cái gì mình phải biết mình cần có cái gì. Thì lúc đấy là khi nghĩ là người mẫu thì phải rất là gầy gầy, thì người ta mới 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 gọi mình nhiều. Hen lúc đấy thì hen gầy, thế bắt đầu thì qua hậu thì hen đi tập gym lại, đi Dạ. tập lại sự catwalk của mình, hay là mình phải làm sao với một cái thân thái, cái thần thái và cái nụ cười của hoa hậu như thế nào. Cái điều khác nhất mà hen 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 luôn tự luyện tập trước gương đấy là nụ cười, quen với cái hình ảnh là mặt lạnh trên sân khấu, trên cái sàn diễn. Và đi qua hoa hậu là thứ nhất là ánh mắt cũng phải biết cười và luôn tạo một cái sự thân thiện với người nhìn đấy. Đấy là những cái mà khó khó mà em thấy là khi bắt đầu với cái mục tiêu để thi hoa hậu. Coi bộ là cũng thách thức nhiều đúng không chị? Cái giữa mà công việc người mẫu với hoa hậu thì nó cũng tạo cho mình cái sự cố gắng và nỗ lực rất nhiều đúng không chị Hen? Và Vâng. trở thành hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì có thể nghĩ rằng là
cái sức ép đối với chị thì nó cũng không hề nhỏ. Có nhiều chiều hướng khác nhau, tích cực có, tiêu cực cũng có. Nhưng mà được cái là cái thời điểm mà Hen đăng quang là cái thời điểm mà Hen không sử dụng mạng xã hội nhiều, cũng không truy cập internet nhiều. Thì những điều đấy thì được chia sẻ ở trên mạng xã hội và internet nhiều, nên thành ra là Hen không bị áp lực bởi dư luận. Cái thời sau cái thời gian đăng quang, chị tập trung vào cái vấn đề chia sẻ với báo chí, với đài truyền hình hay là với đài phát thanh. Và tới thời điểm hiện tại thì những ngày vừa qua thì Hen đã cố gắng hết mình. Và bây giờ thì Hen muốn dành nhiều thời gian tĩnh lặng hơn để suy nghĩ về những ngày vừa qua và có thể sắp xếp cho mình một cái định hướng mới trong tương lai. Chắc chắn là thời gian tới thì chị Hen sẽ có rất là nhiều dự án, cái sự kiện mới, đúng không chị? Vì cộng đồng, vì xã hội. Nhưng mà khi nói chuyện với chị Hen thì Quốc Thái nhận ra là chị Hờ Hen là một cô gái rất là mạnh mẽ nè, bản lĩnh và tự tin. Dạ, nhưng mà Quốc Thái nghĩ là chắc có phải chăng là những cái yếu tố mà Quốc Thái cảm nhận thì đã giúp cho chị chinh phục được tất cả mọi người với một cô hoa hậu rất là dễ thương và có một trái tim rất là nhân hậu, và đặc biệt là đối với ban giám khảo. Đúng là cái sự tự tin mang đến cái niềm tin với cái người đối diện, với giám khảo, với khán giả. Nhưng mà cái quan trọng đấy đúng là cái sự mạnh mẽ là luôn có trong Hen ngay từ cái lúc nhỏ rồi. Khi mà mình mạnh mẽ thì chứng tỏ là mình đang dám đương đầu với tất cả mọi thứ đang diễn ra, và mình mạnh mẽ là mình có một cái năng lượng ấy, cái năng lượng ở bên trong lẫn bên ngoài để mình cố gắng hết mình. Hen đúng là Hen có những điều đấy, và Hen đã sử dụng những điều đấy để chiến trong cái cuộc thi vừa qua. Và nhìn chị Hờ Hen thì mọi người biết là nhờ cái cá tính bản lĩnh đó mà giúp chị thành công, và đến bây giờ cái tính cách của mình vẫn là có một cái lập trường ổn định. Thành ra là như chị chia sẻ đó, mình không bao giờ bị áp lực với một cái vấn đề như dư luận xã hội bên ngoài, đúng không chị? Bây giờ thì vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam Hờ Hen Nghê. Chị Hen thân mến, như chị đã chia sẻ với báo chí đó, thì sau khi đăng quang Hoa hậu thì chị sẽ truyền cảm hứng cho những cô gái ED ở trong buôn làng, cụ thể là như thế nào, chị có thể là chia sẻ lại cho tất cả các vị thính giả đang nghe sóng phát thanh được không ạ? Thật sự mà nói, khi mà đi thi hoa hậu, cái mình hạnh phúc nhất đấy là cần tìm một cô gái truyền cảm hứng, cần tìm một cô gái có một cái trái tim hoàn vũ. Thì Hen biết được những điều đấy và xây dựng cho mình ngay cái thời điểm ban đầu. Và khi mà Hen sử dụng cái câu chuyện mà Hen ao ước từ trước tới nay, tức là ngay từ cái lúc mà mới ở trong giảng đường đại học, là Hen đã có những ao ước là có thể chia sẻ được những cái điều mình học, những điều hay lẽ phải, những điều mà mình học được, hay là những cái ý chí cầu tiến, hay là những cái điều mới lạ ở trong xã hội ở Sài Gòn, Hen muốn chia sẻ với những người quê hương của mình. Thì khi mà nói đến Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, vô tình lại có một cái chủ đề là truyền cảm hứng. Hen lúc đấy là nhớ ngay đến các cô gái ED. Và thời gian tới thì Hen muốn có nhiều thời gian để nói chuyện với các em. Và lúc đấy thì cái câu chuyện cảm hứng không chỉ là điều mà Hen nói, điều Hen muốn chia sẻ với họ, mà Hen muốn dùng chính bản thân mình là nhân chứng sống để các cô gái nhìn thấy rằng hồi Hen làm được thì tất cả mọi người cũng có thể làm được. Và đặc biệt là Quốc Thái có một số bạn ở Đắk Lắk đó chị Hen, thì các bạn cũng có chia sẻ là ở lứa tuổi như các bạn á, lúc mà 18, 19 tuổi gì đó là ở nhà đã bắt đi lập gia đình rồi. Có nhiều bạn đã lập gia đình rồi nhưng mà có ý chí muốn học thì các bạn vào Sài Gòn học. Thì mình mới biết là có nhiều bạn ở trên đó thì cái việc mà lấy chồng vẫn còn rất là sớm. Thì không biết là chị Hà Hen có trong dịp này, chị có muốn là truyền cảm hứng cho cái việc mà bản lĩnh và tự tin để các bạn có thể làm chủ được chính bản thân của mình không ạ? Em nghĩ rằng là có nhiều bạn trẻ sẽ suy nghĩ rằng là mình kết hôn, hai vợ chồng cùng đi làm, rẫy, đấy là một cái điều hạnh phúc. Nhưng các bạn sẽ không nghĩ ra sau đấy là như thế nào. Rồi các bạn sẽ có một cái cuộc sống, em không dám chắc là tất cả những gia đình, tất cả các em kết hôn sớm đều có hoàn cảnh khó khăn. Em không nói điều đấy, nhưng mà em sẽ thấy được rằng họ sẽ bị mất cái thanh xuân, họ sẽ mất một cái nhìn ở ngoài xã hội và mất rất là nhiều thứ tuyệt vời ở xung quanh. Thay vào đó các bạn phải lo cho con cái của mình từ rất sớm. Thì Hen thấy là khá là tiếc vì những cái điều như vậy. Thì Hen muốn rằng là bây giờ là những cái người mà đã lấy rồi thì mình không biết phải chia sẻ làm sao. Nhưng mà những người trẻ hy vọng là các bạn sẽ có những ao ước, những khát khao tìm kiếm những điều xung quanh, những điều tuyệt vời xã hội đưa ra, những cái hiện đại
Và hãy luôn suy nghĩ rằng là có rất là nhiều điều mới, điều lạ, điều hay, điều tuyệt vời, điều tốt đẹp ở ngoài nơi mà mình sống. Yeah. Và chỉ có mình dám đương đầu, dám ước mơ, dám theo đuổi thì điều đó mình có thể nhìn thấy, gặt hái cũng như có thể gọi là sở hữu như hiện tại của em. Hy vọng là tất cả mọi người thì cũng sẽ cảm nhận được điều đó, và mình có sẽ có một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn khi mà mình mở toang cái cánh cửa của thế giới bên ngoài. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với chị Hen là thông qua những cái hoạt động thiện nguyện xã hội trong thời gian tới. Như chị đã bộc bạch đó thì chị muốn là chia sẻ 70% giải thưởng của mình có được để trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở bản làng, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập xa nhà. Đến thời điểm này thì chị đã thực hiện được như thế nào rồi chị? Hiện tại thì Hen đã chia hết tiền thưởng của mình, không phải là 70% nữa. Mà hết luôn rồi hả? Hen đã chia hết, chia cho các em, chia cho dịp Tết những người có hoàn cảnh khó khăn để có một cái Tết ấm áp hơn. Hen chia cho xã của mình để có thể làm đèn đường. Hen muốn làm hết những điều này bởi vì Hen tin chắc rằng là Hen thắng được. Không phải là chỉ riêng cái sự nỗ lực, cái sự may mắn của mình, mà nhờ cái sự đồng lòng, cái sự ủng hộ của mọi người. Nên là Hen nghĩ rằng là cái số tiền thưởng này mình có được, mình muốn dành hết cho tất cả mọi người. Bởi vì số tiền thưởng này là một cái số tiền thưởng ý nghĩa và lớn nhất từ trước tới nay mà Hen có được. Và khi mà mình đưa những cái ý nghĩa này mà muốn nó tồn tại lâu dài, thì nếu mà mình sử dụng thì nó hết, nhưng mà mình trao tặng cho người khác thì sẽ đem đến một cái câu chuyện, một cái gọi là có thể đẻ ra những cái điều tốt đẹp. Dạ, chắc chắn là như vậy rồi. Và sau khi đăng qua Hoa hậu thì chắc chắn là chị sẽ đảm nhận rất là nhiều trọng trách. Bởi danh hiệu Hoa hậu không phải là giải trí mà nó là một trọng trách, là một nhiệm vụ đối với xã hội. Vậy hiện tại thì chị đã có những kế hoạch gì cho riêng mình, và đặc biệt là những hoạt động hướng tới cộng đồng và xã hội trong thời gian tới chưa? Hen luôn muốn định hướng cho mình một cái hình ảnh với cái chức phận, chứ không phải là một cô hoa hậu đang tận hưởng cái vinh quang của vương miện. Thì Hen, khi Hen nói điều này là Hen muốn sử dụng chính đôi tay, sử dụng chính tiếng nói, sử dụng chính nguồn lực của mình để có thể giúp đỡ những người xung quanh, và định hướng cho mình một cái công việc, một những cái hướng thiện nguyện một cách rõ ràng và cụ thể, giống như làm tròn chức phận của hoa hậu. Dạ. Và như chị cũng đã chia sẻ trong đêm chung kết là chị muốn là giúp đỡ những người phụ nữ và những người có HIV, đúng không chị? Bởi vì họ là những người dễ tổn thương nhất trong xã hội này. Vâng. Dạ. Hen nói những người phụ nữ, khi mà nói đến người phụ nữ thì Hen rất là đồng cảm. Hồi xưa Hen hay xem phim, mặc dù là phim thôi, nhưng mà khi xem những bộ phim mà có những ông chồng ngoại tình ấy, Hen hay khóc lắm. Hen cảm thấy Hen đặt một câu hỏi, lúc đấy là còn bé nhá. Dạ. Lúc đấy là học cấp 3 thôi. Đặt một câu hỏi, tại sao họ lại có thể đối xử với phụ nữ như vậy? Tại sao họ không biết trân trọng? Thành ra là Hen không biết là trong thời gian tới với những người phụ nữ thì mình sẽ làm như thế nào. Nhưng hy vọng là Hen sẽ có những cái điều tốt đẹp nào đấy, những cái chương trình, những cái chiến dịch nào đấy tốt đẹp dành cho phụ nữ. Còn HIV thì Hen đang đồng hành. Hiện tại Hen là đại sứ thiện chí của HIV trong cộng đồng VNHIPLUS. Và hy vọng là thời gian tới thì chị sẽ đồng hành và sẽ có những kế hoạch để đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, giống như là những người phụ nữ mà mình đồng cảm chị Hen. Và đến thời điểm này thì chị đã chuẩn bị gì cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới rồi ạ? Tới thời điểm hiện tại thì thật sự là lịch của Hen trong thời gian vừa qua đi thiện nguyện, đi từ thiện, rồi lịch trả lời báo chí, trả lời đài rất là nhiều. Thành ra là chưa có thời gian sắp xếp cho cái sự chuẩn bị giống như học tiếng Anh, training catwalk body, hay là tập luyện về cái thần thái. Chắc là sau Tết sẽ là những cái lịch trình tập luyện dày đặc luôn. Dạ, đây là một cuộc thi mà phải nói là mang tính quốc tế, và chị là gương mặt đại diện cho sắc đẹp Việt Nam. Chị cảm thấy là mình hơi bị lo lắng nhiều không chị, và bị áp lực nhiều không? Và chị mong muốn lớn nhất của chị là khi tham gia cuộc thi này là gì ạ? Mình có áp lực, mình có lo lắng, nhưng mà mình không muốn cái sự lo lắng và áp lực đấy đến với mình trong cuộc thi. Cái điều mà mình mong muốn khi mà đến cuộc thi, mình có thể như một chiến binh, luôn lạc quan, luôn chiến đấu hết mình trong cái cuộc thi, và mang cái sự tự hào của quê hương, của đất nước của mình đến thế giới.
mang một cái nét đẹp mới lạ của cô gái Việt Nam đến với đấu trường quốc tế. Và có mang những cái nét đẹp về trang phục truyền thống của dân tộc mình đến cho bạn bè thế giới không chị? Trang phục dân tộc thì đang tổ chức cái cuộc thi dành cho thiết kế trang phục dân tộc. Thành ra là Hen không có can dự được cho cái vấn đề này. Xuyên dân nhiều thầm hỏi tôi cớ sao mãi nhìn từ lâu rồi vẫn mãi nhìn như lần này giữa chiều này chiếc áo lụa nào cho rằng em thật mềm say bước chân em rạng rỡ ngày mới khuôn mặt luôn lấp lánh nụ cười em đã cho tôi giây phút tuyệt vời. Em bước đi ngàn những cây xanh đón chào với chiếc áo lụa dài mang hơi ấm dịu dàng. Em bước đi chiều đang rung lên sắc màu ôi cô gái lụa là mang hơi ấm nồng nàn. Trời, tôi không nói thành lời, say mê giữa cuộc đời vì em. Ngày em qua sáng sớm yêu kiều, trong vẫn mây chiều, sao xuyên dần. Hỏi tôi cớ sao mãi nhìn từ lâu rất lâu rồi vẫn mãi nhìn như là mây giữa chiều này chiếc áo lụa nào cho rằng em thật mềm say bước chân em sáng giữa ngày mới khuôn mặt luôn lấp lánh nụ cười em đã cho tôi giây phút tuyệt vời. Xanh đón chào với chiếc áo lụa dài mang hơi ấm dịu dàng. Em bước đi chiều đang rung lên sắc màu ôi cô gái lụa là mang hơi ấm nồng nàn. Chiều đã ru em bật tia nắng mà hương thơm từ làn môi đưa tôi qua những giấc mơ. Ngày giữa trời tôi không nói thành lời say mê giữa cuộc đời vì em bước đi ngàn những cây xanh đón chào với chiếc áo lụa dài mang hơi ấm dịu dàng. Em bước đi chiều đang rung lên sắc màu ôi cô gái lụa là
Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe bài hát Dáng Em Lụa Là sáng tác của Lương Bằng Quang do ca sĩ Dương Triệu Vũ thể hiện. Chị Hen thân mến, trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị có những chia sẻ gì gửi đến những người yêu mến mình đang nghe chương trình không ạ? Hôm nay cảm thấy rất là vui khi mà được trò chuyện với bạn nghe đài của mình. Hy vọng là tất cả mọi người khi mà ngồi nghe thì đâu đó sẽ giúp cho mọi người có cái sự khích lệ, động viên và đâu đó sẽ có một cái niềm tin cho các bạn rằng là cứ theo đuổi ước mơ của mình. Bởi vì là ước mơ hay là cuộc sống của mình, chỉ có mình là người nắm giữ nó. Và khi mà mình lựa chọn cái cuộc sống của mình lựa chọn hạnh phúc, lựa chọn một cuộc sống tích cực, thì những cái điều đó sẽ thu về mình khi mà mình suy nghĩ như vậy. Tại vì mình sẽ theo cái lối sống đó. Và hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ có những câu chuyện khác nhau để có thể truyền cảm hứng cho người xung quanh, cho anh em, bạn bè, cho đồng hương, cho quê hương của mình. Và cũng là một dịp Tết đến xuân về rồi, rất là gần rồi. Không biết là các bạn đã chuẩn bị như thế nào, nhưng mà Hen chúc tất cả mọi người sẽ có một cái dịp Tết đầy sự yêu thương, đầy sự trọn vẹn, và gia đình thật là đầm ấm, hạnh phúc, và tất cả mọi người sẽ cùng quay quần với nhau, chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn và định hướng trong cái tương lai của mình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái Tết thật tuyệt vời. Vì đây là cái Tết ý nghĩa nhất của người Việt Nam. Và mong rằng với vai trò là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam thì chị sẽ thực hiện nhiều công việc có ích cho cộng đồng và cho xã hội chị nha. Cảm ơn Quốc Thái nhiều nhé. Đến đây thì Quốc Thái cùng với chương trình Nhịp Cầu Tri Âm và Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Hờ Henie xin thân ái chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.